Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại của kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vẻ. Ở video này Khải sắm đôi giày nè mọi người. Chung là mua đôi giày mọc với giá một kim. Đó. Chung là đôi giày mua mang tạm anh em, nói chung là ba đôi giày này nói chung này cũng được một cái là mình mang tạm thôi chứ sau này chắc là sắm xây giày khác. Đó, 21, 17, 127 đó, cũng được anh em, nói chung là trang thiết cũng ok đấy. Đây, chưa? Đây, ok. Một kim, đây Khải chốt anh em xem nha. Kim này, anh em nào có mua kim thì liên hệ nhà Khải nha anh em. Một viên Khải sẽ bán lẻ 69-70. Nói chung là anh em có ok thì anh em donate thành 70 cũng được cho nó cho đồng tiền. Còn không thì Khải bán giá 69 là chuẩn anh em. 69 là chuẩn giá. Rồi, ok, đây. Giày nè, Khải xong anh em, ít đồ Khải mua rồi nha. Giày nè, đó, mới mua nha. Một kim. Nón này mà hôm qua mua mấy trăm xu. Rồi à, bao tay này mua như là 400 xu thì phải. Rồi đai lưng này mới mua 300 xu lúc chiều. Rồi nhẫn này hôm bữa Khải mua 400 xu. Vũ khí này thì Khải tranh ra. Đây vũ khí sát thương lý 159 điểm. Giờ đang tìm áo thổ cho truyền thổ này. Giờ truyền áo thổ cho truyền thổ và ngọc bội khăn lôi và nhẫn khăn lôi trên. Rồi có hiệu ứng làm chậm này 60 thôi. Còn mình muốn mang 80 thì mình thay cái nhẫn 20 chỗ này vào là được đó. Muốn mang đủ móc 80 thì thay nhẫn khăn băng bỏ ra để bỏ nhẫn làm chậm 20 vào là ok. À bây giờ chỉ thiếu này. Thiếu ngọc bội này, ngọc bội khăn lôi này, nhẫn khăn lôi này, áo thổ này, dây chuyền thổ này là đủ set anh em, thiếu 4 món rồi anh em ơi. Thiếu 4 món là đủ set rồi. Áo thổ này, dây chuyền thổ này, nhẫn mọc này, ngọc bội mọc này đó. Thiếu 4 món rồi anh em ơi. Ok anh em xem thì đừng quên ủng hộ video này một like chia sẻ đỡ Khải cố gắng tìm những trang bị đồ tiếp theo để chuẩn bị lên đảo anh em ơi. Hiện tại đồ thì Kim Phong chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi. Ngày 27 thì khoảng 4 ngày nữa nè, 4 ngày nữa hết hạn này. 4 ngày nữa hết hạn, trong vòng 4 ngày nữa đủ set đồ lên đảo nha anh em. Đó. Này đai lưng 2K30, nói chung là mang cái nào cũng được. Mang cái trên thì được cái nội lực. Nói chung là nội lực của Thúy Yên anh, Thúy Yên cần nội lực hơn. Tại vì Thúy Yên Khải sẽ đang max sinh khí và sẽ trang bị những món đồ nội lực cao. Đỡ nỗ lực khoảng tầm 700-800 thì đánh nó ok được. Chứ lỗ lực thấp quá đánh không ăn thua nè. Rồi ok tiếp tục liền đạ liền kêu thôi nè. Đừng chạy giá đôi giày mà thôi. Mua luôn em ơi. Giày đó tầm này tìm sợ không ra. Nó ngập bội cầm nhận cắn lôi. Nhận 1-0 với em nhé. Có ngọc bội chứ. Có ngọc bội. Có áo thổ phục hồi 40 nữa nha. Ok. Gia táo được thả về sau khi bị cách ly nhé anh em. Bán nhiều.